Ok, hello anh em. Hôm nay thì Đít Gen R tiếp tục mang đến cho anh em một con game cũ nhưng mà mới chơi lần đầu. Đây, bắt đầu kích. Đó là con game này. Anh em cứ xét cho anh em qua được kinh được ra. Game này thì tất nhiên không mới, nó đã ra khá lâu rồi. Nhưng hôm nay quyết định chơi con này là tại vì hồi trưa lên văn phòng cũng mò mò chơi thử lần đầu tiên game. Thì thấy hầu như không có YouTube Việt Nam nào chơi con game này luôn. Để xét thử trên YouTube thì có ai chơi chưa? Không thấy Việt Nam mình chơi con game này luôn nha. Chủ yếu là các kênh nước ngoài họ chơi thôi. Thế nên nếu con game này khá là hay, newbie chơi mà không có hướng dẫn thì mò mò cũng khá là khó đó. Gần như là nước ngoài hết. Bây giờ thì hồi trưa cũng mới mò mò một chút cũng biết sơ sơ rồi nên làm hướng dẫn con game anh em này. Game này thì có giá gần 200k nhưng anh em đừng quan tâm giá này. Tại thi thoảng nó giảm xuống dưới còn 50k thôi. Với giá rất là rẻ cho game khá hay luôn nha. Game được đạt được 130 mấy ngàn lượt follow khiếp gì. Hiện tại là có đang có 3.000 người chơi. Một con số khủng khiếp luôn á. Nè. Đây. Anh em thấy giá khá cao nhưng mà hiện tại nó đang sale cái này. Cái gói bundle của nó là vừa có game vừa có cái DLC quan trọng nhất thì giá còn có 80.500 đồng à. Là có luôn có cái game với mà DLC. DLC thì con game này hiện chỉ có 6 cái DLC thôi. Trong đó 4 cái là miễn phí, một cái là DLC âm nhạc. Anh em có thể bỏ qua cái phần này nếu không muốn nghe nhạc. Nhưng mà thích nghe thì cứ mua cũng được. Con game chỉ có 6 cái DLC, cái DLC quan trọng nhất là cái này. Giá 80 nghìn. Mua lẻ cái DLC không thì 80 nghìn rồi nhưng mà DLC với game thì 80.500 à. Đây là giá game trong thời gian qua nè. Đó, nó giảm rất là nhiều, rất là thường xuyên luôn. Thì trước mắt giới thiệu sơ lược dạng game cho anh em biết thôi. Bây giờ vô chơi ha. Xem chiếc trailer trước đi. Đó. Trailer anh em nhìn giống như đánh cờ bàn cờ ấy. Thể loại game thì turn based. Đồ họa thì theo phong cách là low poly. Tức là trên mini gap một chút nhưng mà cũng không gọi là đẹp cho lắm. Nói chung là thiết kế gì tôi thấy quan điểm cá nhân là được ổn. Chiêu thức thì hơi bình thường. Đó, anh em đang coi cái video giới thiệu gameplay đó. Thể loại turn bay đánh hiệu lược. Chỗ này thì tôi hay thường chơi mấy con turn bay tại vì mình bận bận mình chơi nó được, không cần đầu tư quá nhiều thời gian. Phản xạ hay kỹ năng thì cũng không cần á. Rồi. Game này cũng ra mắt vào 5 năm rồi, thằng để nó có rủ chơi nên tôi mới bắt đầu hồi trưa mới mò mò vô chơi thử. Game này có co-op được nha. Đây, PvP được luôn, co-op luôn. PvP thì chắc không biết chơi với người ngoài hay là chơi với bạn bè hay là bắt cặp mạng. Để nó ngủ chơi thì tại vì có cái thông tin chính thức về nó ra con Forza King 2 nè. Để kéo này coi đây, đây nè. Họ có thông tin về con game bản 2 ra mắt nè. Nên mới bắt đầu chơi thử bản 1. Thời gian ra mắt thì cũng chưa có rõ nữa, họ ghi 2023 rồi. Game chưa ra, chưa có thông tin, chưa có thời gian gì hết mà đã được 20.000 lượt follow rồi. Thực ra 100 lượt follow là game tầm tạm rồi đó. Con số này quá cao rồi. Điều đó cho thấy chất lượng game là rất là hay. Lão đại cũng có con game mà nó nào không biết có chơi không. 3 giờ chơi gần đây rồi. Đây, giờ vô game ha. Để mở sẽ tìm lên. Game này thì nói chung khó không khó nhưng mà anh em làm quen được rồi mới thấy nó dễ. Nhưng mà cái giai đoạn làm quen thì nó lại khó đó. Đây. Để tôi coi FPS nhé. FPS khá là ổn. Nhưng sao load lâu ta? Chắc do ổ cứng. Mà con game này cũng nhà hiệu mà. Để thoát ra vô lại có thể có lỗi à. Chán thiệt. Game thì nhà hiệu. Thái thì lại dư sức. Game nên là stop đi, exit game đi. Rồi, vô lại.
FTK hả? Hồi trưa thì cũng mò mò thử trên máy trong phòng chút thôi, chưa có biết nhiều. Còn lại thằng để nó chơi là chính, xong mình học theo nó. Mà nó rủ mình chơi xong rồi nó lận nó tiêu rồi, cuối cùng nó chơi solo thôi. Rồi giờ vô game được. Rồi sành trước game. Thì bây giờ mình bật hướng dẫn, xóa cái hướng dẫn làm lại. Thôi đừng có lo. Hướng dẫn này thì đương nhiên là mới chơi ban đầu bật hướng dẫn này, cái này phá chuột cho màn hình để điều khiển chuột thôi. Chuột như màn hình đi qua đi lại hả, check map hả? Rồi ok. Tự động end tool thì mình hết lượt thì nó end. Audio bắt giao khi mình ấn xuống thì vẫn phát ra tiếng. Cái này không cần. Turbo mod là anh em chỉ chơi offline chơi mình thôi. Turbo mod thì nó đánh nhanh hơn chút, đỡ gùm gà như tốc độ X2 mới nhận combat nữa. Kiểu đơn giản là vậy. Video video hiện để 2K thôi. Để 4K thì lên render cũng không khác nhiều. Đồ họa nó có 5 mức là mức game hơn nè. VC nộp đồ không cần. Đây cái đồ họa, chất lượng đồ họa anh em nên luôn luôn tắt cái mô tần lưu đi. Mô tần lưu này hiểu đơn giản giống như là anh em lái xe thì xung quanh cái cảnh trước mặt nó rõ nhưng mà cái cảnh xung quanh nó lại mờ đó. Như mình rõ cái khu giữa là cái xung quanh nó mờ. Deep of field cũng vậy luôn. Deep of field cái gì nhìn gần rõ, cái gì ở xa nó mờ đó. Anh em nhìn cái này nè, nó tạo cảm giác như chân thực vậy nhưng mà thấy trái ngược thôi. Anh em nào thích hơi bật nhưng mà khuyến khích nên tắt hai cái tính năng này. Boss là sương mù. Sương mù trong game này không biết ảnh hưởng không nhưng mà thường tôi tắt hết để nó ảnh hưởng đến tầm nhìn. Thì mấy cái này tia sáng ánh sáng gì nó khử ăn cưa vậy, anh em thích cứ bật. Đặc biệt hai cái này tôi luôn luôn tắt trong tất cả các game. Audio control coi thứ hai. Di chuyển màn hình là nút chuột VE cắt, nút tab là camera. Delete là em tên, Y là ba lô. Rồi ok. Hai cái này thì chắc cái xe này chắc phải co-op thôi. Cái này thì phim chắc cũng co-op luôn. Rồi chúng ta vô game ha. Thì mới vô game thì nó sẽ có một cái số thể loại nè. Tôi chưa chơi cái nào cho nên chưa biết. Có cái này bấm vô thử chút xíu à. Thì cũng dạng newbie mà tìm hiểu với anh em thôi. Cái này thì chiến phiêu lưu vị vua nè. Gia chiến hành trình giải quyết cái hoàng đế bị ám sát và khôi phục lại cái vùng đất. Còn cái này thì dùng băng tiết vậy đó. Này tu là đẹp là ra xuống biển xuống đại dương nữa. Những bí đồ gặp nó giấu sâu dưới đáy biển. Đương nhiên lao thì dắt vô khám phá hầm ngục rồi. Dạo này chơi mấy game hầm ngục không hơi bị nhiều rồi đó nha. Chơi tự do. Cái này như nhà tù vậy. Gót gút thì ở săn vàng, đào vàng á. Lót bài này. Cái này là cái DLC này mà cái hạt này của tôi chưa có DLC. Hồi chơi thì có thể lấy hạt kia chơi mà đúng mình chơi newbie thôi, chưa có thử vô cái lần nào luôn. Bây giờ bắt đầu nè, đây là chế độ solo online của rồi. Ok chơi thử cái đầu tiên trước ha, sau này game hay mình chơi tiếp, còn thôi nghỉ. Đây là ba nhân vật tôi tạo rồi chưa nè, thì nói chung là cứ tạo ngẫu nhiên thôi. Anh em bấm vô last info nó sẽ last last là cái này. Hiện tại thì tôi có 4 lát thôi. Tại chưa biết chơi lần nào mặc định anh em vô có 4 lát. Mỗi lát thì nó sẽ có cái kỹ năng nội tại với mà trang bị bắt đầu đi bị khởi đầu rồi nè. Như mình có 15 vàng với cây 6 nè, cây đàn á. Lute này 6 hay đàn không biết nữa, chắc cây đàn á. Thì 4 lát nhân vật, này 3 lát, 2 lát này chiến binh với mà thợ săn này pháp sư. Anh em để ý trên mỗi nhân vật nó sẽ có 6 chỉ số khác nhau. Như chiến binh này hai chỉ số đồ nó rất là cao và chỉ số mà như là cái này là trên là sức mạnh nè, này chỉ số máu, coi chung là thể lực á. Rồi đây là điểm trí tuệ, điểm tầm nhìn, điểm này là điểm cân bằng, rồi điểm khéo léo cũng được nữa, cân bằng khéo léo cũng được. Như này là di chuyển thì mình tăng tốc độ, mình di chuyển trên máu tăng cái số quãng đường đi giống hai tốc độ. Đây như thời xăng thì điểm tầm nhìn nó sẽ là cao nhất tại vì nó đánh tầm xa. Đầu game mới trang bị một cây cung
Tam vàng nhưng số 7 rồi. Ủa sao nhiều cái gì ta? Đó. Thì tôi cũng chưa có chơi nên chưa có gầm. Bây giờ vô bắt đầu ha. Tạo nhân vật xong rồi. Cái này thì cố tình tạo thằng màu da nâu nâu chút cho cân bằng. Anh em muốn tạo thì đổ ở đây. Đây nhân màu nhân vật chính nè. Màu trắng, màu đen. Màu nâu, chơi màu đen cho nó chắc. Màu lòi căng đáng luôn. Màu da. Màu da thì đương nhiên là để màu này rồi. Vì hơi quá. Vì đủ đầu giả ít ga nè. Dán đen nè, hiểu số, da vàng. Rồi ok. Đùa chơi vui thôi không. Màu tóc. Đổi cái nón này thấy tóc tai đâu. Đây, ba nhân vật cơ bản rồi vô game. Rồi ok. Người đọc sơ cốt truyện thôi. Chứ con game này không biết cốt truyện nó sao luôn. Gusomon, nữ hoàng của Fagot. Thì mới đầu vô mình khởi điểm ở cái làng tên là Otron này. Otron này. Đây, này, em này chạy trốn cùng với ông xã của mình, chắc vị vua đó. Nhiệm vụ đầu tiên của mình là đi đến cái ngôi làng gỗ khói này. Đó. Thì mới vô có nhiệm vụ mình xuất phát từ cái làng này. Nhiệm vụ của mình đầu tiên là từ cái làng này mình đi qua đây. Để tắt. Rồi bấm ok. Đó. Thì đầu game thì nó sẽ có cái tool ta là cái chỉ số di chuyển nè. Là cái chỉ số mặc định này của mình. Xong rồi mình quay random ngẫu nhiên ra. Như cái chỉ số mình là 71, tức là cái điểm này mình sẽ có 71%. Cái điểm này cũng 71 thì 5 điểm thì nó sẽ 5 cái 71% với nhau. Mà hiện tại khá là đen đó. Hai điểm này là hai điểm bổ trợ rồi. 71% mà mình xịt hai lần mình được có 1 lần. Cái này gọi là nhân phẩm của thằng NCN nè. Rồi đã hiểu. Thì được có hai điểm thì di chuyển được có bao à. Cũng được có một điểm thì di chuyển hai cái cố định với cái này nó được có bao. Đây cái quái bản đồ. Con quái này level 0. À về nhân vật cái ha. Này nhân vật 4 điểm focus. Điểm focus này tí nữa sẽ nói sau. Mỗi nhân vật 4 điểm focus. Cái máu, cái số đỏ đỏ này máu heal. Này thì ba lô. Cái này là tiền vàng. Bấm vô vàng có thể chuyển cho những người đứng gần mình. Này mình chơi co-op hay là bạn bè hả? Có thể xin tiền được. Đây ba lô thì đương nhiên nhấn vào ba lô thì nó sẽ ra đồ trong ba lô rồi. Còn cái này là điểm chỉ số đó. Chỉ số này khá là nhiều nha. Sau này mới quan tâm đầu game thì cũng không nhiều đâu, chỉ đọc cho biết thôi đó. Rồi tiếp theo là cái số bên trái nè. Cái chỉ số đầu tiên là giáp. Giáp thì sẽ chống lại sát thương vật lý. Chỉ số hai là kháng. Kháng thì chống lại sát thương phép. Game này chỉ có hai chỉ số thôi, sát thương vật lý, sát thương phép. Còn cái điểm thứ ba điểm né tránh. Điểm né tránh thì khá quan trọng nè. Càng cao thì đương nhiên nó càng có lợi rồi. Né tránh thì nó ngon hơn cả hai cái giáp và cái kháng này. Tại vì né tránh là mình không mất máu luôn. Như con chiến binh này thì cái điểm né tránh nó rất là thấp, là có 9 nè. Còn con thể thăng này ngược lại rất là cao là 23 nè. Và tiếp theo cái số 6 này là cái đam. Là cái đam mình gây ra đó. Màu trắng này là sát thương vật lý. Nhưng chiến binh này rất là mạnh nè. Hai chỉ số này nó mạnh nên nó đánh một lần được 10 đam lận. Còn con pháp sư này màu tím nó là sát thương phép. Và nó có số 6 đánh đòn cơ bản là 6. Cái số 0 là gì? Số 0 là level. Nó bên dưới ống máu có ống level nè. Rồi cái tiếp theo đó là dưới này có 6 chỉ số. Như anh em thấy thì con này có 2 chỉ số, 3 chỉ số khá là cao. Tầm nhìn, talent và cái điểm tài năng. Đó. Thường cái điểm này có tác dụng với là hiệu ứng là âm nhạc với di chuyển trên thuyền. Còn tầm nhìn thì đương nhiên là con khải săn nó sẽ có điểm tầm nhìn cao rồi. Đó, 83. Cái điểm này ảnh hưởng như thế nào? Nó ảnh hưởng đến cái vũ khí nè. Nè, chỉ số vũ khí nè. Đây con pháp sư của mình đang cầm cây đàn. Thì cây đàn này là cái trang bị đầu tiên của mình. Nó sẽ gây được 6 đam cơ bản. Nó có 3 cái nốt. 3 nốt là cái gì? 3 cái nốt này nó có hình ta lành là nó sẽ tính theo chỉ số ta lành. Tức là mỗi lần mình cắt một khiêu á, thì cái thứ nhất này nó sẽ có 83% là cắt được. Thì có 3 cái nốt thì 83% 3 lần. Trong đó anh em có thể xịt luôn cái 3 lần hoặc là hoàn thành luôn cái 3 lần. Hoặc là xịt một cái được hai cái. Tương tự vậy thôi. Nếu như anh em đạt được 3 lần luôn á, tỷ lệ cao á, thì anh em sẽ cắt được cái kill gọi là perfect. Cái perfect này tí nữa vô game nói thì ở đây thì chưa thấy đâu. Thì mấy chỉ số này tí nữa cũng vô game đề cập luôn.
Thì cái vũ khí cơ bản vậy thôi. Cái này là đao. Còn cái này hai cái shield của nó, Azo với Daya nè. Thì cái này là cái kỹ năng của cái vũ khí này, kỹ năng bị động như bây giờ là được cộng 12 vàng với support gun. Support gun là nó sẽ tăng cái tỷ lệ thành công cho cái nhân vật khác, nhưng mà ít khi nó xảy ra lắm. Rồi xong cái phần nhân vật rồi, cái này tí nữa vô game thì anh em hiểu chỉ số nó đâu. Trang bị bên đây nó sẽ có là mỗi nhân vật có 7 trang bị, thì kiếm khiên áo nón vậy, hai cũng dây chuyền, một dây chuyền, một trang sức gọi là dây chuyền nhẫn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái làng, là cả ba thằng bắt đầu cái làng luôn. Thì bấm vô cái làng nó sẽ có bốn cái mục, cái mục lia này rời khỏi thì không quan tâm. Mục đầu tiên mục dịch vụ, bấm vô dịch vụ nha, nó sẽ có bốn cái. Cái đầu thì nó sẽ hồi phục điểm HP, điểm focus, điểm focus ở đây tí đề cập sau. Thì tốn 5 vàng để hồi phục một tí máu và focus. Cái thứ hai là hồi bộ hồi toàn bộ cái điểm focus luôn, là hồi đủ 4 điểm luôn, khi nào mình xài thì mới hồi sau. Heal, heal thì đương nhiên là hồi đầy máu rồi. Nó xin cầu nguyện là hồi tất cả cái hiệu ứng nguyên của anh em mất máu, anh em cứ về mấy cái làng này anh em bấm vô cho nó ngủ ngơi nghỉ ngơi để hồi phục cái chỉ số lại. Market là gì? Market là chợ, trong chợ này sẽ bán rất nhiều thứ. Cái thứ đầu tiên trong chợ luôn có là cây tẩu, anh em thấy cây tẩu level không ở chỗ ba nhân vật nào đó. Cái tẩu level không là cái đang trang bị bên phải nè. Thì mấy cái thảo dược á sẽ còn 15 máu, hiệu ứng dễ độc sẽ trừ một độc. Thì cái ba cái trang bị hỗ trợ khác á thì nó sẽ tăng thêm công 3, công 2, công 6. Thì anh em nâng cấp cái tẩu lên, tức là nó hút được xịn sò, gọi là hút hất cục á, thì cái cỏ nó sẽ tăng hiệu ứng từ hồi 15 máu lên 30 máu. Độc thì sẽ giải được hai cái độc cùng lúc luôn, hai tuần độc luôn. Thì mấy cái khác cũng tương tự vậy đó. Thì bây giờ anh em thấy cái bông này nó có cộng 15 máu không, là mình đang xài cái tẩu trắng này, anh em nâng nó lên tẩu xanh thì cái bông này nó sẽ thành 30 máu. Bây giờ đầu game mình coi có cái gì không, có cái cung, cái cung này khá là ngon. So với cây cung 6 của thằng đang xài này thì cây cung này nó hơn rất nhiều luôn. Có thể mình sẽ dồn tiền để mua cây cung cho nó trước. Cái nữa là một cái khiên, cái khiên này không ngon mấy. Đôi giày hợp cho con này nhưng mà chưa cần. Cái khiên, cây cung với cây kiếm này đều ngon à. Và tôi thấy nghĩ là cây cung ngon hơn. Cây cung hiện tại nó chỉ có 6 đam thôi, mà cây cung này thì nó tới 10 đam rồi, nhưng mà nó bốn con mắt, tức là tỷ lệ mình bắn được nhiều hơn nó lại ít. Muốn đạt được hoàn hảo phải cách 4 lần hoàn hảo. Nhưng mà thôi cứ mua trước đã, có 15 tiền không đủ, mình sẽ chuyển tiền qua thì bấm vô 1 tiền, đứng gần nhau bấm vô 1 tiền mình sẽ chuyển được. Thì chuyển tất cả sang, chuyển hết tất cả là 8 đồng của cái thằng thợ săn sang pháp sư nè, bấm vô cái tiền, bấm thôi. Gửi đó là số tiền lên 23 là gì không. Bây giờ thì đang tuân pháp sư nên pháp sư mua được, pháp sư sẽ mua cây cung nè. Xong bấm vô cho ba lô, chọn cây cung gửi cho thằng thợ săn, rồi thằng lại nón chanh lá nè, gửi cho thằng này đó. Rồi vô thợ săn trang bị cây cung, đứng gần mới gửi trang bị qua được nha, đó đứng gần mới gửi trang bị được. Như tương tự bây giờ tôi gửi là cây cung cùi này sang lại pháp sư nè. Pháp sư bây giờ sẽ nhận được cây cung. Cây cung này đâu có xài, nó bán thôi, bán là được 2 đồng. Sale, nó cộng 2 đồng. Rồi chắc mua thêm cục máu. Không, mỗi đứa có sẵn cây máu rồi. Rồi cái tiếp theo là cái xe bi kẹt với ma kẹt rồi. Cái tiếp theo là cái bảng, bảng nhiệm vụ. Thì anh em bấm vô cái bảng nhiệm vụ, thường nó có 4 nhiệm vụ gì. Mấy cái sao tôi không biết, tôi chưa chơi với nó nên không rõ. Thì trước mắt có 4 nhiệm vụ. Đây, nhiệm vụ đầu tiên là phần thưởng nó sẽ ghi đất trao. Trao là cái gì? Trao là cái con boss này nè, đó cái ống thăm lai của anh em nè. Thì sau một thời gian vậy thì cái trao này nó sẽ đi gần gần tới đây. Khi nó đạt tới đây á thì tất cả quái trong khu vực sẽ mạnh dần lên. Mình phải tiêu diệt một con boss khu vực trong cái này á, để cân bằng lại, chứ không thôi là để mấy cái trao nó dồn lại thì quái xung quanh rất là mạnh luôn. Lúc đó mình không có đỡ được nữa, là coi như đang ngày càng yếu đi với môi trường xung quanh á. Nên mình phải giết cái trao này, thì cứ nhận nhiệm vụ đi lại tới đó, hoặc là nhiệm vụ chính nó bắt mình giết con trâu cũng được. Thì cái này là phần thưởng thôi.
Khi nào thấy trao nó nhiều quá thì anh em cứ nhận cái này đi giết. Nhiệm vụ thứ hai rất là đơn giản, đưa thư. Đưa thư thì nó sẽ cho anh em một cái vật phẩm để mình coi chiến binh của mình đang xài cái cây búa. Cây búa này có 4 màu lần khá là tệ nè, nó 10 đao mà, nên chắc mình làm cái chắc đôi làm nhiệm vụ vận chuyển đầu tiên để lấy được cái thương này. Đây còn hai nhiệm vụ bao ti thì cứ đi giết mấy con quái trong khu rừng xung quanh thì anh em sẽ được 3 được vàng. Nhưng mà nhiệm vụ vận chuyển thì đầu game dễ nhất, tại vì mình điếu mà đầu game mình level không. Đây là đưa một cái lá thư từ cái chỗ này đến cái khu rừng ở trong cái chỗ tên là thư viện sống trong khu rừng á. Rồi bây giờ nhận nhiệm vụ không đó à, đây rất đơn giản, chỉ cần đưa đến đây thôi. Nhiệm vụ của mình là cái này, bấm vào cái lắc thu nhập sau đó này, nhiệm vụ đưa thư nè. Thì nhân vật mình có thể di chuyển được có bao lại nãy gọn cái tôn thấp quá rồi, xong em tôn nó bấm lên góc trên bên phải này em tôn nè. Thực ra ban đầu tôi mò con game này gần 10 phút không hiểu gì luôn, không tới lượt tôn thằng chiến binh. Như anh em thấy nãy giờ này nó có 4 cái di chuyển á, anh em là coi clip YouTube thì cái xe là 4 di chuyển xịt cái thì anh em đi được 5 ô, 1 2 3 4 ô rồi này, 2 với 2 là 4 nha, đúng rồi. Đây đi được tới đây rồi tới lượt con này. Con này thì nó tính di chuyển nó rất cao, 83 lần nè, thì dễ thành công đi được 5 phát luôn, đi phát tới đây á. Cái điểm này khá là ngon nè à. 10 máu tối đa mà 2 máu hồi hồi phục nữa. Hiện tại mình đi tới đây mình chờ ở đây đi. Còn lượt di chuyển nữa, nhưng mà mình vô đây mình sẽ đánh với nó. Mình đợi đồng minh qua. Anh em ghê vô con quái nè, nó thấy cái vùng màu đỏ xung quanh nó không? Đó. Thì những đồng minh trong đồng minh của mình á, nó là hang bộ bên trái á, đứng trong cái hang này nè. Đứng trong cái vùng màu đỏ này thì khi mà combat á, bấm vô combat nè. Đó thì anh em sẽ thấy là có kéo được vô một đồng minh vô combat mà kéo được pháp sư chiến binh thì nó lại không tới. Thì tương tự bên nó thì nó cũng kéo được con quái vô nên nó sẽ hai quái bên phải nè. Mình thì hai đấu hai nhưng mà đầu game chưa đấu đâu, vô ví dụ cho anh em thôi đó. Này gì bự vậy, đi qua hai lần không chơi được đâu. Bây giờ tới tôi pháp sư nè, đưa đến đây đưa bức thư đó và thành nhiệm vụ nhận được cái lao. Thì đang tuân pháp sư nên pháp sư có quyền là thu nhập lụm nó nè, là trang bị nó luôn nè, hoặc là từ bỏ, đương nhiên nó phải nhặt thôi. Rồi đó hiểu. Bây giờ cầu nguyện lấy 10 máu luôn, lấy 10 máu 2 điểm hồi phục đó, đó máu lên 45 nè. Điểm này khá là ngon đó, tôi chơi lâu rồi mới thấy cái điểm này á, tôi chơi lâu chứ chưa có chơi nhiều. Đây cái này không biết nó hơi bị thay đổi không đâu. Rồi bây giờ lấy được cái cơn thương rồi, chuyển cái thương cho cái thằng chiến binh tại vì nó hợp vũ khí này thôi. Ủa không, điểm tầm nhìn chiến binh này thấp quá nên nó không thuộc cái lao này mà nó thằng bắn cung mới hợp á. Sai rồi, thực ra bắn cung hợp hơn nhưng mà thằng cung thì có cái cung này rồi. Kệ không thiếu đâu, mình có thể đổi rồi nó. Đây đưa qua hàng cung nè, rồi em vô cung đó. Cái này còn 15 đam lên quái thú nữa, hỗ trợ khiêu tầm xa cũng khá là ngon. Nhưng mà nó ba cái cát này khá dễ, ba cái thì nó dễ hơn là bốn rất nhiều, nên ban đầu ăn 2 điểm né tránh thì cũng khá là ngon. Nhưng mà ban đầu gần đa mày dắt đưa trang bị con này luôn đó, cho nó gầm cái chĩa đi, không biết ngon hơn hay không. Cái chĩa này ba cái gì nó dễ cắt, hồi anh em vô sẽ thấy ba cái này nó lợi không. Đây bây giờ xong hết rồi, qua đóng con này được chưa ta, không vẫn hai thằng rồi. Bây giờ đợi chiến binh đi qua thì mình đánh luôn. Bây giờ mình đem tên ở đây đó, rồi tới tên chiến binh đi qua đấm được. Chiến binh này di chuyển còn được bao vừa đủ luôn đó. Bây giờ mình ba thằng đánh với hàng nó đấm luôn,
Đây. Mỗi nhân vật sẽ có 7 chỉ số chính nè. Cái chỉ số cao thì nó càng thành công hơn, như đang nhân vật, đang chiến binh. Nó sẽ tính cái vũ khí theo cái vũ khí mình đang cầm. Là cái lực tay đó, 81%. Hơi xăng đầu tiên chứ, hơi xăng là nó theo con mắt. Đây. Mình có mặc định cái vũ khí của mình nó có 3 kill. Kill đầu tiên, kill thứ hai, kill thứ ba nè. Mỗi kill nó lại ghi cái hiệu ứng như này nè. Còn hai này là mặc định cơ bản của mấy nhân vật. Như anh em có thể đổi vũ khí ở đây hoặc là bỏ chạy. Thì nó có tỷ lệ thành công hết đó, 83% thành công rồi. Như cái này 12 đam, 83%. Mà quái 13 đam rồi. Cái này thì cũng 73% cũng 12 đam nhưng mà có 39% bỏ qua giáp. Bơ phép là gì? Bơ phép là em cast được ba cái này cùng lúc luôn. Cái này thì đang giáp nên chắc xiên con đi, xiên này đi đó, chọn kêu anh em có thấy nè, đó nó có hai con mắt là thành công đó. Một hồi tôi sẽ đến nộp cho anh em coi. Đây con này có hai kêu. Chắc là giết nó luôn á, ba kêu rồi là vô hết. Đánh cái ba đào mà đèn chiến binh. Chiến binh thì cái vũ khí nó 2 kill thôi, kill nó cũng 10 đam chứ. Slash là ít slash là gì? Slash này là đam nó lan thôi. Anh em đánh perfect cắt được 4 cái cùng lúc luôn thì nó gây được 10 đam và nó lan 5 đam cho mấy thằng xung quanh. Nhưng mà bây giờ có con lan chứ. Mình đánh cái chiêu bình thường thì có 81% chính xác. Rồi tới ngày xuyên cái nơi xong rồi. Được 3 ép mà. Khi hết tôi nó vàng, vàng này anh em có thể thu nhập cho một nhân vật được. Xe thì nó chia đều ba, này hết tiền vô này giữ đi. Cái nón này bằng hai kháng ba né tránh, và một cái khoảng tầm nhìn này không biết là cái gì. Nhưng mà hai kháng ba né tránh cho con cung á. Tại chỉ số né tránh con cung 20 nè. Đây, em whip cho nó mang luôn. Rồi. Tại sao này di chuyển khá là tính. Nhiệm vụ của mình đi đến ngôi làng này. Vãi là level 2 lần chơi không nổi nữa. Mình chắc mình lên đây mình đứng chờ. Đây mình đi lên đây thì phát hiện một cái di tích bị chôn lấp. Thì mình có thể dùng cái điểm này để mình nghiên cứu coi nó thành công thì nhận được. Nè. Nó sẽ phụ thuộc vào cái điểm này của mình. Điểm lực đại mình có 57 à. Là mình 19% cắt được ba cái cùng lúc thì 19% mình nhận được trợ phẩm. Còn mình cắt không đủ 0123 thì mình đang đóng đam luôn. Ăn 10 đam, 5 đam hoặc là 3 đam. Cộng 3 đam này tức là nó đấm vô mình 3 đam nha. Ở đó tôi không biết. Tôi cứ tưởng là mình tăng đam không. Thì bây giờ anh em có thể dùng cái điểm focus này. Có thể dùng trong combat hoặc là ở ngoài này. Đó. Mình chụp phải là dùng điểm focus. Focus thì chắc ăn nó tập trung thì chắc ăn nó đúng mất cái điểm này. Cái này quan trọng nên chắc dùng thôi, dùng để tăng nhân phẩm. Rồi đó lại được một cái xin cái gậy ba con mắt cộng một giáp giờ 4 phiêu. So với gậy của mình thì nó không khác nhiều, tăng được một giáp với 4 điểm sở phép. Phép thì cũng cao rồi, đam thua cái kia anh tí nên chắc giữ thôi. Độ cũng khá cùi, bấm em tên đây nè. Mình còn một điểm di chuyển nữa, nhưng mà di chuyển vô thì hai này đấm một á cũng được, đấm luôn đi, hai đánh một. Nó có cái này hình như là hiệu ứng né tránh đó nè. Đó cái chỉ số như này thì quan trọng rồi đó. Con này chưa có giáp, còn hồi con nào có giáp vậy nè, mẹ 10 tiền 9 tiền xe đi, có 3 đồng rồi. Miếng phô mai, cái miếng phô mai này ăn vào nó sẽ tăng một chỉ số kháng. Con này này 4 kháng phép, 2 kháng phép này chắc chữ rồi đi. Còn chiến binh này nó ít kháng phép nào, ngồi cho nó chắc mình đi đường trên á, đi dưới mình không đánh lại con đi vui này.
Chiến binh này đi chậm quá. Ngồi dựng đây chờ đồng đội lên. Mỗi giờ dựng tool mình có thể được tí máu. Rồi dựng tool tiếp. Rồi bây giờ đã đủ 5 luôn rồi. Là mình di chuyển được 5 ô luôn á. Lên đấm con này luôn. Đấm nó. Nó gọi được con ong gần đó nè. Rồi laser ta tết. Mình cứ dính độc rồi nè. Nó chưa đánh mình nữa mà con game nó báo trước rồi. Độc ác thiệt. Đó, bị dính độc tất cả trạng thái của mình nó đều tụt xuống nha. Ảnh hưởng đến tỷ lệ mình ra chiêu thành công đó. Nhưng mà chắc mình không cắn cỏ giải độc đâu. Đang tuôn thời xăng nè. Bây giờ tiếp theo tuôn sau là đến con này. Con này 11 máu. Mình xiên trả nó khéo khéo là nó chết luôn. Đó. Giết nó chứ. Cái lúc không cần nó lại ra giết. Hiện tại mình không có thuốc giải độc nên chịu thôi. Nãy giờ còn cách hoàn hảo perfect luôn đó. 4 tiền xe đi. Cái giáp cộng 3 giáp một tháng. Chắc chiến binh khó. Tăng 2 di chuyển ở ngoài hoặc là trong combat thì nó sẽ tăng 25 tông 25 tốc độ cái này. Giữ thôi. Hiện tại dính độc rồi mỗi tool mình mất miếng. Hồi nãy mình có miếng phô mai đúng không? Ai giữ à? Đây. Mật ong nhé. Giờ mình đưa cho chiến binh đến chiến binh ăn vô. Nào, chiến binh nó đang có hai. Ủa sao nó cao vậy? Nó đang có hai cái điểm kháng phép, bây giờ nó ăn cái này vô thì nó sẽ lên 3. Sao nó mang được nó? Đi gửi là do này. Không ăn được. Rồi tạm thời để nó đi. Chả biết lý do tại sao. Bây giờ con này thì cái banh ghép này nó không. Mình đánh được con chim đó rồi chứ mình vòng ở đây á. Mình đánh con này luôn. Nó là vào không à. Lén lút có 69%. Này chỉ có 47% thôi. Lén lút thì mình có thể đi qua nó. Rồi, bây giờ lên đây đánh được. Đấm luôn. Bà còn đi vui. Tầm quốc khỉ. Đây cái chỉ số số 1 này nó có một điểm kháng phép. Nên chắc mình sẽ ưu tiên đánh con này trước. Bán 3% đánh một vào cái con kháng phép. Chiên á. Vừa đủ đam hơn. Né được. Giờ tốc né nó ra. Đỡ được. Tự nhiên nhân phẩm cao như đó. Trả bù vô chiều. Xài cái điểm này để cho nó tụt cái kia xuống. Tụt rồi nè. Anh em thấy cát dấu ít không? Tức là nó không được perfect là nó không ra hiệu ứng. Giờ 10 đam đánh được hoàn hảo thì con này chết. Được. Chết luôn. Không mất máu. Quá ngon. Tiện chia đi. Lại được cái thương này cộng một giáp là 25 vào quái 25% đam vào quái thì cái này nó ngang với con mắt này thôi, thậm chí yếu hơn nữa nên thôi giữ là thôi. Cái này thì 11 đam rồi. Tối đa nó gây là 14 đam. Đồ mục tiêu không. Nó có cái dấu hiệu dễ bở nè, anh em thấy dấu hiệu này không? Tức là em cách không hoàn hảo á, là nó bể luôn. Nên cầm cái vũ khí này rất là nguy hiểm nè. Khi bể vũ khí là em mất một tool để thay vũ khí khác vô. Cái thứ hai nữa, mình không có vũ khí dự phòng là bể ra là mình đánh tay không. Nên cái dây này chỉ thu vô thôi chứ không có sử dụng. Cái này là một cái nhẫn, tầng 3 né tránh. Chắc trang bị luôn, lên 26 nè. Bây giờ nhiệm vụ của mình là vô làng này. Vô thôi. Xong rồi.
Bây giờ mình đi khám phá cái hang cái mỏ nhá. Với đi một cái cổ vật thiết bị kỳ lạ đây, mình lại mình điều tra nó. Xong rồi có cái quét đánh thằng này đây luôn. Rồi khi mình vô làng thì đơn cử đầu tiên vô chợ còn có gì không? Chợ này có đôi giày khá là ngon, 14 tiền. Đôi giày này khá là ngon đúng không? Cái hai cây xiên, nón, cái nón như đôi giày thì ngon hết. Cái này thì nó dùng điểm trí tuệ đó, nhưng mà nó 4 điểm trí tuệ đâu, trí tuệ chỉ có cái này thôi. Con này trí tuệ nó lại thấp hơn cân bằng nên ưu tiên cân bằng. Có điều có kỹ năng hồi máu đồng đội khá là ngon, cái thêm một hồi máu nữa. Nhưng mà cách 4 lần thì rất là khó nha. Cách 4 lần rất là khó luôn. Hiện tại cái của mình cầm cây đàn chỉ cách có 2 3 lần thôi mà còn khó nữa. Thôi. Cái áo này cũng ngon mà mát quá à. Bây giờ chắc mua đi giày trước. Đôi giày hợp cho thanh niên rồi nè, đang xài điểm thể lực rất là cao nè, chấm một khác điểm thể lực hồi một máu nè. Bui đi. Còn lại đưa cho thanh niên anh da nâu chiến binh đi vô. Ngon rồi đó. Rồi cái thứ hai khi vô làng coi cái bảng nhiệm vụ vận chuyển tiếp tục được cái kích, không khác gì cái nãy luôn, lừa đảo nét. Bây giờ là dịp một con trâu, có hàng trâu bán đồ, chắc mình đánh trâu lắm, đầu game đánh trâu dễ. Cái thứ ba là tiền thôi nên ưu tiên đánh trâu đi. Đây trâu này level 1 đánh được, dù mình đang leo vào công mình vẫn có khả năng đánh được. Xong rồi đi qua đây thám hiểm có 47%. Ở sân này còn một điểm focus thôi, mình đầu tư một focus vô 80% nhân phẩm thiệt. Còn một like tức là một cái điểm máu nè, nhân vật chết mình nó hồi sinh chắc ưu tiên cái đó đó, lên được 7 điểm. Rồi mình dừng ở đây thôi, còn một máu. Bây giờ chắc mình tấn công cái cam này. Bây giờ mình không cái cam mà được rồi đó, chiến đấu thôi. Đây đây là hai chỉ số gắn giáp nè, cái này màu xanh dương là giáp, tức là những cái chiêu vật lý của mình là chiêu màu trắng nè, thì đánh vô con này sẽ mất 2 đau. Hiện tại máu tụi nó là 13 hết, riêng con này 16 nên chắc mình tập trung đánh 16 trước. Con này con thứ ba là con nào, con cầm khiên nữa, cũng có thể focus con này để cắt cái tool nó luôn. Chắc focus vô này để cắt cái tool luôn, cắt đi đó. 13 đam nhưng đánh được 11 đam mà. Rồi nó dính lửa, né được mà vẫn dính lửa đó. Dính lửa chắc chịu đam mỗi tool, cái độc này chưa hết nữa. Đây 6 đam phải cắt hoàn hảo mới được. Hụt cái à, hụt cái thì 6 đam nó còn có 4 mà. Tức là mỗi cái điểm này mình chia ra, như con này 10 đam. Đây, như cái khiêu này 10 đam mà cắt 4 lần, có 81% thành công, cắt 4 lần 10 đam là mỗi lần khoảng 2 đam rưỡi á. Giờ mình cắt được 2 cái chỉ gây 5 đam thôi. Đánh này đi. Chết, cắt được 3 lần nó ra 8 đam, 7 rưỡi làm cho anh 8. Xong bây giờ 13 mà chia 3 ra được khoảng 4, tức là đánh vô con này chỉ cần cắt 2 cái thành công là nó có thể nó chết. Chơi luôn hay không?
ba cái thì đủ 13 đam rồi, nó đâm mình cháy máu rồi thiêu đốt tốn gì. Mình có thể dùng cái điểm focus này nè để vô cái chiêu thức của mình để chắc ăn thành công, thường mấu chốt quan trọng hay dùng thôi. Đây này học hai cái luôn thiệt, nhân phẩm đúng nhân phẩm tập 8 còn 6, cái này chỉ cần hai phát là được, giờ ba luôn ngon. Tiền cái này có hai tiền dữ rồi, trừ một phép nhưng mà hai giáp một trang. Nên đấy không đó, mình có nên có đôi giày khá ngon rồi. Chắc lấy cho con này đi, có gì thay sao. Đó mình bớt một chao nè, mất con chao này nè, bây giờ đánh con chao nó mất con này luôn. Có món đồ gì đó hả? Thiệt. Bây giờ cái nhiệm vụ tiếp theo của mình là giết con chao trên này, đánh chó đây đi cho lên cấp luôn. Di chuyển được 4 ô. Vẫn còn dính độc nữa vậy. Đây đám chó này nó gọi được con khỉ bên đây nhưng mà mình đủ 3 người. Cái này thì mình có thể là đẩy cướp được cái tool của nó 57% thành công, nhưng mà không cần đâu, đấm bình thường đã hiểu. Xong tới con khỉ, đây là đánh con khỉ trước đi. 4 4 2 8, đánh con này có khả năng giết được nó nhiều hơn đó. Cho mình cast được hai cái thì nó gã 9 đầm để đâm mình chí mạng rồi. Đây nó đây. Đây nó có thể đẩy cái tôn nó xuống một cái, như nãy nó tôn trước con trắng rồi giờ bị đẩy luôn. Cái 17 6 chia tiền cây cỏ này có thể hồi phục một điểm độc và điểm máu như thiền nhìn dân bị luôn nè, ăn thêm được một điểm kháng cũng được. Có một cái sự kiện bên đây nhưng mà chắc không quay qua đâu, giờ đi sao quá biến quay về quá. Lên luôn nên này đi được 4 ô quá đấm luôn, 3 đấu 3 chơi luôn. Đấm xong cái này mình lên cấp, lên cấp có thể hồi được tí máu, đang level 0 hai con rồi lên level 1. Mấy con này khá phèn, đấm con này trước, nó có một điểm kháng phép. Rồi hai quả mấy con cắn cái cắn 4 đam rồi, 6 đam thì đủ. Rồi gõ 1 cái chỉ gần 3 cái đủ rồi. Đó 3 cái thảm đập. Chia tiền một cuốn sách gọi là cổng dịch chuyển. Vị trí hiện tại muốn chọn trong phạm vi gần đó. Chắc cuốn sách dịch chuyển tôi chưa có xài bao giờ nó không biết. Tạm thời giữ người đi. Đây là có thể sử dụng để sửa chữa hay điểm máu cho con tàu. Tôi chưa chế tạo lần nào luôn nên cũng không biết nữa. Cứ giữ vô ba lô đi, tôi cũng newbie mới chơi thôi. Không đến đây chiến binh nó theo không kịp. Bây giờ thợ săn nó thể đi qua bức tượng này, vòng bên đây đi,
Không ổn rồi. Dùng hai con kết thì nó cũng chỉ có 37% mà. Nhưng mà cũng đâu mất gì đâu. Xếp đây. Có một cái sự kiện như đây, có nên quay lại không ta? Quay lại luôn. May mắn, cái này yêu cầu hai chỉ số may mắn. Không có dùng focus được. Rồi, mình có level 3 bao giờ rồi. Đúng nhân phẩm chạy. Không thể nào đánh lại nó đâu. Pháp sư còn hệ bớt. Con này level 1. Đây đứng sẵn thôi. Đợi xăng vào lấy 12F. Sắp lên được còn 2. Hồi phục được 4 điểm focus. Xong quay lại. Chắc đánh con này xong mới vô đến boss. Thử lần nữa không. Rồi. Mỗi lần thử như mất 10 máu vậy đó. Chạy không được chắc chết luôn á. Không ổn nha. Đứng tại chỗ luôn, hồi 2 máu. Pháp sư đi qua hỏi với tay em đánh đi. Ba thằng đánh con. Còn thì tạo hình vừa chó vừa sói vừa có sừng đó. Không có giáp. Xin nó 13. Tề nó đẩy xuống một thôn. Thục rồi. Búa gõ 11 đam 4 cái. Nếu được 2 cái thì nó chỉ có 6 đam rồi. Phải 3 cái cho lên. 3 cái 1, 2, 4 cái luôn. Lại con ghiếp nữa chứ. Cái lúc cần thì nó lại không có ra may mắn. Cái giày đang một điểm lết. Nãy có điểm lết này. Đây, hai cái giày này đi. 5, 6 lút. Rồi bây giờ lên đánh lên trên này được rồi đó. Trời ơi, bị con heo chặn đường. Mình lén lén bộ nó đi. Rồi, đây đấm con boss. Nhà anh em thấy cái số chào này không? Như giờ đánh thắng nó thì nó mất cái chào này. Chỉ còn cái chào này thôi. 4 giáp. Mình đánh con bên đây trước. Không. Đánh con bên đây để tuần sau mình có thể cắt tuần nó luôn. Mình dùng một điểm thì lên 83 nhầm. Dùng một điểm focus chuột phải vô dùng. Đó. Bỏ giáp nó còn 3 máu à. Hai thanh niên dính lửa luôn. Rồi bây giờ mình có thể là dùng một điểm focus chắc ăn giết nó luôn. Còn 73% chắc đủ rồi. Rồi xong cái tuần này. Bỏ nó. Hai cái được có 6. Dùng một điểm focus chắc ăn giết nó luôn. Được một quyển sách. Nói về cái lo này nó không biết. Có thể để lên lock để mở phá bí mật trên vùng đất. Cái đó, cái kích này ngon hơn nè. Ngon hơn. 4 vest này 2 giáp luôn. Chuẩn bị thôi. Chừng một chao nè, đó mất một chao này còn lại chao bên đây, còn lâu lắm mới tới. Rồi bây giờ có thể có điều đặc biệt với bạn nè. Đó nó mở phá cái hầm này để cho mình vô. Có thể qua đây đánh cái nữa.
mà vô hầm được cũng được. Hầm này level 2, mình có hai con level 1. Mà cố đấm ăn sôi có thể được á. Rồi có chỉ số kháng này nè. Rồi ok. Con này không bị chảy máu, không bị đóng băng, không bị làm chó. Máu 14, con này có 3 kháng phép, chắc đánh hai con này sức sao với tôi nói rồi. Đánh vào con chuột này trước. Đánh con băng này, để cái gì cắt tôi nó. 83%, kích một điểm này, 93%, chắc ăn giết nó luôn. Vừa đủ 44, ok. Bị đánh này hai cái. Cái gì nó chậm tiền mình đó. Hình như nó chậm tiền tôi anh em ơi. Bây giờ hãy ngắt thun con chuột này xuống 14 đam. Bốn đạp đẩy nó xuống tôi. Mình sẽ gõ con này trước. Không, đánh này chết luôn đi. 11 vừa đủ. Dùng một điểm focus chiến nó luôn. 14 máu vừa đủ. Cái đuôi này đang cao cấp hơn mình nên mình phải tính cẩn thận. Còn có hồi máu à. Tiền chưa ở đây. Công cụ sửa tàu, tôi chưa có đi tàu lần nào nên không biết cái này có tác dụng gì ngon không. Cứ giữ đã. Giữ luôn. Cho sách luôn à. Hai chỉ số kháng hả? Chắc đeo vô con này đó. Này nó kháng 1 trên 3. Này đây mà 2 nè. Đây nè. Rồi đi đi tiếp. Vũ khí cho con này rất là nhiều. Còn hai thanh niên này thì nghèo mại gẹp luôn. Đúng nhân phẩm. Có gương nè. Chỉ số may mắn con này 56, cao hơn có 1 à. Nên con này báo. Tiền chia. Còn quyển sách. Định danh. Cái dược phẩm quý hiếm gì đó. Không biết. Cái bông giải tất cả các lời nguyền. 3 phép và một điểm di chuyển. Chưa con nào có di chuyển hết. Con di chuyển chậm nhất là con chiến binh. Con chiến binh mang đạm đây. Rồi đi tiếp. Con này có 3 kháng phép. Con cắt cái thùn con trắng này trước. Con này không bị chảy máu, không bị ra 16 máu à. Mình có thể một nhất kích tất sáng con này luôn. Đây. Cắt tuần nó luôn. Bây giờ 7 đam. Mình có thể đẩy cái tuần con này xuống. Không, nó không bị cái này rồi. Không đẩy được. Dây đam nó mồi vô mồ thôi. Hai phát 5 đam. Né. Bây giờ mình giết con goblin này được nè. 11 đam nhưng mà đam lan qua 5. 5 tuần sau đánh 7. Có thể chết. Được. Rồi không lan này. Cắt được 3 lần. Đánh goblin thôi. 15, 4, 19. Con này không có xiên giáp rồi. Nhân phẩm thôi. Được. Vừa đủ. Con này cứ đánh bình thường. Ôi ghét. Ghét cũng không chết như không à. Rồi. Đánh bình thường chết đi. Được khích lệ điểm nè. Khích lệ thì nó boost cho mình. Chắc ăn cái điểm đó thành công. Hai né tránh bà ghét. Hợp do ngon hay sao. Này thay vô tăng 3 điểm né tránh nè. Không cần. Né tránh mình thấp quá, tăng có 3 điểm thì không hơn nhiều. Cái đạn, cái đạn. Những cái đạn này cắt tới 4 cái rồi nha. Nhưng kệ hơi kệ, dù sao nó vẫn hơn cái cây đạn cùi của mình. Rồi đi tiếp thôi. Con bọt biển này là nó có cái kêu làm độc. Nhưng mà cái phép nó có là chậm rồi sao.
mình quýt được nó chết luôn thì ngon. Phần đầu mình xài một điểm co kết nó 93 nhằm giết nó. Mẹ nó đã cắt thùng cái, chắc mình dồn cái con bột biển này trước, có thể giảm phép nó xuống. Những kêu này là kêu gì, năm đam đánh diện rộng hết hả? Reset là sao ta, không hiểu cho lắm. Bốn phần bảy phần trăm đánh được perfect, xài đi cục hai cái rồi. Tám không kịp rồi, chắc tuôn cái con này 47% tuôn tuôn được rồi. Bây giờ ba con dính độc cùng lúc luôn, xong lâu lắm mới tới tuôn nữa nữa, cứ đánh bình tĩnh thôi. Hiện tại con này ít máu chắc cho nó kháng độc. Đây hết độc, chó nữa. Trời ơi, thằng thứ sáu đâu chết. Ủa con này nó bị chóng mà nó vẫn đánh đường tôi đó, chết rồi. Lúc không gần ấy ra bơ phẹt thiệt. Cái nhân phẩm này nó một điểm may mắn, một điểm talent, chết cho con này. Tăng được một điểm tập trung lên 5. Nó vẫn dính hiệu ứng dính độc. Bây giờ phá cửa 59% thành công, 29 55. Phá không được thì mất 5 máu hoặc là 3 máu. Lại trò nhân phẩm 3 máu. Phá được rồi, đi tiếp. Tại đây mình có thể cắm trại để hồi phục vừa cái focus vừa cái máu luôn, nhưng mà hiện tại máu mình chưa có mất nhiều. Cái cắm trại nó lại rất là quý nên chắc không cần trại đâu, cứ đi tiếp thôi. Bây giờ quái lên level 2 đó, mình vẫn còn level 1 nè, tí nữa con này lên cấp thì chắc đầy máu. Bây giờ coi hai tuần này với tuần con chó tuần cuối cùng, rồi ăn chó lại máu rất là nhiều. Con này thì không có kháng, không có giáp, chắc tập trung này trước. Bảy đâm phép này còn một thôi nên đánh diện rộng đi. Nó đánh hụt hai cái rồi. Tiếp theo tới con chó, con khỉ này hai tuôn, hai tuôn nhắm giết được nó, có thể giết được. Rồi cho con này làm chậm nó xuống, nếu làm chậm thành công thì có thể giết nó tuôn sau. Được đó, làm chậm đẩy xuống nữa rồi hai tuôn nữa. Mấy lúc này tự nhiên nhân phẩm nó lên cao quá rồi. Áo hai ta thành hai lúc. Này đi. Rồi hết đầu rồi. Tuần sau là tuần con tím này. Tím này lại có hai giáp nhưng mà tuần cuối chấp nhận nó bị đánh hai cái, chơi luôn không sao, hụt gái không sao. Sáu đam này cắt được cái năm đam cũng hơi phí.
Nhưng mà xài đi. Lại còn một máu này thấy khó chịu không? Đây à, nó làm sỉnh rồi. Đây à. Rồi bây giờ mình có thể chơi Perfect thì có thể lát được rồi. Liều không? Xài một điểm phân kết 81%. 2 điểm luôn. Đó, lát thì nó chết còn mình đây luôn. Bây giờ giết con này tới kế. Không đủ đau mời. Mất 12 máu rồi. Chia tiền đi. Mình đang xài cái vũ khí gì ta? Thôi ngay đã. Giày này quá khùi luôn á. Hai món đồ gì hết luôn, nhân phẩm thì ăn cái hồi máu đã. Làm sao máu. Coi cái áo ngay. Coi vũ khí, vũ khí mình đang xài cái điểm talent. Nên cái áo này tăng điểm trí tuệ, một giáp ba kháng, một điểm tập trung, hai sức mạnh. Cái áo này thay không hợp, nhưng mà cái chỉ số phòng thủ cũng tốt. Thợ săn cái áo này chưa? Chưa có áo thì mặc tạm cũng được. Rồi ok, thợ săn máu thì ít. Không, chắc không cần đâu, đi tiếp. Gì đây? Cái này mới gặp lần đầu. Có thể bấm vào shop chuyển tiền cho anh ấy rồi đó. Phan anh nào chỉ số may mắn cao nhất. Này, chuyển tiền phát cho anh pháp sư đi. Rồi, vô mua đồ. À, nó có bán máu nè. Không bán cái thủ thôi. Có một cây đàn này lại dễ bể, không xài được. Này cũng gì luôn, gì luôn. Đây. Ủa sao? Lại dùng điểm trí tuệ vậy? Ba mô năm né tránh. Cái nón cũng được, cái áo cũng được, mà chắc không cần. Cái này không biết xài sao luôn. Cộng 5 HP là cộng vô HP vĩnh viễn không? Không, giá 6 đồng không có cái giá đó đâu. Mua cái lúc phát trước đi. Hai cái luôn. Cái kiếm này có hai cái nhưng mà lại điểm trí tuệ nè. Kiếm này hợp cho con này. Nhưng mà vô vậy thì mất bút, coi siêu cái này. Tao nó chỉ có một đòn một. Không ngon. Bây giờ mua một cái nữa hồi máu. Chuyển qua cho thanh niên kia. Cho anh vừa thắng cái hồi máu cho chắc. Hiện tại không biết xài mấy cái điểm này làm sao. Thôi đi thôi, tự tin đánh được boss rồi, bỏ qua. Ok vậy đi, mua cái lúc fix rồi nên mình sẽ xài được. Đây chứ không mỗi lần phá cửa mất cút máu nữa. Đây là con boss phục sư trao rồi, ước luôn. Ước này là xóa bỏ các hiệu ứng miễn kháng của nhân vật. Con này 6 kháng phép, con này có 4 giáp, chắc tập trung quýt này chết.
Con này nó chỉ có kháng phép mà không có giáp. 9 đòn. Giảm phép nó được thì tốt. Ừ, đánh này đi. Không giảm được, nhưng mà gây được tí đòn cũng nữa. Rồi bị đau luôn. Rồi đánh chiều nó đi. Giảm giáp hả? Giáp còn có 1 hả? Mười đam. Được, còn 1 máu rồi. Không chiêu nào chết nó thiệt. Ghi sải này đi. Chết bên đây, nhưng được. Còn 1 máu mới khó chịu nha. Rồi xong rồi. Rồi ok. Thực ra chỉ cần 3 cái cũng đủ nữa. Một quyển sách không biết làm gì. Còn 1 đam vật lý. Chắc do anh Liên này thay luôn. Liên này đang 15 đam là đam rất ngon nè. 16. Chưa có nón. Có nón rồi, thầy tạm đi. Có áo rồi, có áo rồi. Diễn cái áo này ngon hơn, xài luôn. Con giấy không biết làm gì. Trời, con giấy dịch chuyển. Gì nữa hả? À không. Phải chục, 78, 86. 86 đừng nói xịt nữa nha. Được rồi trong chừng 2 chào luôn, quá ngon. Chào này mất luôn rồi. Bây giờ có một ngôi đền ở đây, một cái thư viện tàn tích cổ ở đây, ai không biết nói luôn. Kêu đó đầu hàng đi, nhưng mà nói chuyện đầu hàng mấy nhân vật phản diện à. Bây giờ đi đến ngôi đàn vàng ở đây. Phagi hả? Thủ đô nước Nga hả? Phagis. Rồi ok, nhiệm vụ tiếp theo mình đi đến Phagis. Có dấu chấm hỏi ở đây. Bêm cái đấy. Chờ mấy anh level 1 này thì... Ủi rồi. 16 đam. Chơi luôn. One hit. Này giảm tốc, giảm được thì tốt. Giảm được, rồi tuần sau anh chết rồi đó. Tự nhiên ra đây cái nhân phẩm lên cao vãi. Đánh ghép cái ao mà đánh boss là ở đây không. Rồi 3 điểm focus. Chưa cần, cứ giữ thôi. Thành công, 12F. Con này di chuyển cao mới dám thử, 89 mới dám thử đó. Chứ con khác là không có đâu. Cái này là phải ghi đi xuống dưới rồi. Đi xuống dưới thì cứ bêm con này tiếp thôi. Bêm ảnh mở đường cho đồng đội. Trời ơi. Rồi quanh hết luôn rồi. Anh này gán lên level 3 cái để hồi máu. Đây là có một cái kho báu bị cất giấu nữa. Rồi vừa đủ, xuống đấm luôn. Ba con dơi. Đấm đi. Nên dời phép cậu ha. Hai cái cũng đủ chết rồi. Bốn cái đủ chết luôn. Này đủ không? Đủ luôn. Có mỗi con cỏ nè. Có nhiệm vụ phụ.
Đây. Nhiệm vụ phụ nên mình thử cái nào đó. Được cái liều, ok. Bây giờ mình nên vô cái đền này không? Cái hang động ngầm. Này có hai thằng à. Tí đi. Tí của cái tem vô. Đợi cái này qua. 5 điểm. Đủ. Dùng focus 5 điểm thì được cái 21% gì á. 47 sang 8 83 được rồi. Rồi được tí vàng. Đây gì đây? Sử dụng để tránh combat như quái nữa. Được. 4 4 cái thì ngang cây kiếm. 2 phép 3 git 2 né tránh. Chắc cho anh thở săn tiếp. Ngon. Bây giờ chuyển này qua thử săn đi. Rồi cái cây. Rồi cây này thuộc dạng dễ vỡ rồi, không được. Nhưng mà thời kệ, cho anh xài đi. Bể thì tôi thay cái mới. Tốn tuần chứ nhiều. Rồi. Đó, có hiệu ứng dễ vỡ nè. Tức là mình đánh mà không có được giết chí mạng thì nó bể luôn. Anh này đang đeo gọng dây chuyền cũng y chang vô luôn, khá ngon. Gọng dây chuyền khá ngon luôn. Mình thì không khó là lại đưa cho người ta. Rồi bây giờ chỗ này nó có cái gì nào? Đi đến đây vòng ở đây. Quái đây level 3, mình level 2. Cố cố đánh được. Sáng rồi, sáng hết quái rồi. Có một cái anh thương gia hiện ngay đây. Anh bán nón, bán khiên. Áo này được nè. Miễn nhiễm với các hiệu ứng quyền của luôn. Cái áo này cho thanh niên bên này mặc được. Thanh niên mặc cái áo không hợp à. Chắc mua cái áo này. Tiếp theo là đôi giày. Mấy cái miễn nhiễm này rất quan trọng. Họ vô đun mà dính mấy con quái vậy đó là chết. Cái áo này cũng rất là ngon á. Ngon á, mình đang xài. Mua luôn. Tiêu tiền quá ta. Áo này không cần. Miễn nhiễm hiệu ứng sơ thun. Nón này cũng được. Nón này cũng rẻ nữa. Bye bye không? Và vô thành phương sao đang ở tuần chiến binh chắc ngủ giấc. Mua cây tẩu, buộc phải mua cây tẩu để tăng mấy hiệu ứng lên nè. Cái đàn này rất là ngon nè.
này cũng ngon đó. Nhưng mà chưa cần. Ngon mà không ngon hơn nhiều. Rồi quên bán đồ. Chưa búa đầu game bán. Mình đang cầm cái này là vũ khí hai tay, không thể xài khiên. Khiên này bán nè. Hai cái khiên này bán cho trên. Giữ lại cái khiên này. Cái áo này cùi cũng áo đang mặc bán luôn. Giày giày cũ bán luôn. Giày này quá cùi luôn. Đấy chết rồi, không còn vũ khí nào giữ vòng rồi. Chắc mua lại kiếm này quá. Mình cần cái vũ khí hệ Vitality này không? Vitality này không? Gần giống như cái này nè, mà cái này nó cũng dễ vỡ luôn. Cái phích A này chút xíu nữa là bể rồi. Rồi cái kiếm này thì cầm được cái kiếm. Ok, còn thiếu cái dây chuyền. Thiếu cái nhẫn. Rồi, nên còn 30 đồng. Nhẫn cái quét á. 3 lực 20 đồng. Cũng được. Có khả năng xài full. Cây này xài tạm được. Không mạnh nhưng mà đủ chống cháy. Chắc lấy cái này. Nhận nhiệm vụ này. Kế bên nữa. Người đây à. Level 4, mình level 2 đánh chưa nổi đâu. Ngủ hoặc máu đã. 31 máu à. 9 tiền. Rồi tới nội sao bán bớt đồ đi cung này vui nè bán cái gậy này thua cái kia nhiều lắm bán luôn đại động 9 như 11 rồi chắc bán luôn loại dễ gãy nó bán luôn bán vậy luôn máu ít máu ít thì chắc đi ngủ rồi lúc ít dễ dữ rồi. Cây đàn 6. Đàn này không xài nữa đâu. Bán. Đàn này ngon hơn nè. Vậy bán luôn. Nón. Nón này hai thím bên này. Tất cả đều có nón xịn này. Bán nón luôn. Áo. Hai kháng hai ra lần hai lúc áo này cũng ngon cái áo này cho anh tiên kia được rồi áo tím áo trắng áo này bán nè cái áo ở đây đâu bớt à đây đầu mắt cứ báo nữa nhé của Elvip chém nó bấm bậy rồi
bán luôn. Hết rồi. Lúc phích một cái hả? Lúc phích không bán thêm thôi. Còn với cái đàn này, cái đàn này phải mua rồi. Được, bán bỏ đàn cũ. Đấm con level 3 này. Cộng 2 mát focus. Anh thợ săn gần focus thôi. Đấm level 3 đi. Xong này nghỉ hả? Mai chơi tiếp. Nó kháng nhiều quá. Hầu như kháng tất cả luôn, chỉ đánh tay thôi. Tăng điểm né tránh, học thật. Chảy máu, xiên kháng, 14, 14, xiên kháng, xiên giáp. Hên nó được 4 gái rồi, nó 5 cái cho mình đi luôn á. 7 cái máu. Nếu chơi cái này hoàn hảo. Bút anh đỡ săn đi. Rồi, ok. Lên cấp tăng được 100 nữa nè. Tiền 31, 19, xe. Cùng giấy không biết làm gì. Không đều là hai đánh không nổi đâu. Dù mình đi xuống cái làng dưới, chắc xuống dưới đi ngồi quay lên sao. Đấm con này luôn. Đấm phải nữa nghỉ. Đèn máu. Hai dục áo, bốn đáng phép. Không cách tuần nào được hết. Có thể đầy con này xuống. 44 dầm. Tuần lại 53 dầm. Được. Tuần nó xuống tới đây luôn. Bây giờ tập trung giết một con. 14 năm phép. Con này không có kháng phép, đánh này đi. 9, 11 đam. Mười bốn đam có khả năng sức huyết. 14 đam bỏ kháng. Chiếc này trước đã. Lùi nó lên rồi. Học rồi. Bây giờ bắn 3 thằng luôn. 10 đam. Bài. Con chào này nữa nè. Không có đồ gì luôn. Qua thứ cái làng này. Thời săn gần điểm này. Lấy hai điểm bột kết. Này có cái gì nữa? Vui bột kết 24 XP. Này đi được bao này, 10 cái đây.
vô làng luôn đi. Cho cái liều à, không ngon. Kim vàng. Sao quá vậy? Sáu điểm chiến binh. Không, không vô đó đâu. Chiến binh vào đây được. Giết thằng chúa tể này, giết con lít ở dưới này, khám phá cái gì bị mất tích bên đó. Cung 15 hai thai này, cây trọt 13 ba mắt. Cung này được, lấy cung này thanh niên kia. Con này level 3 đánh được, coi chợ cái quên. Hai đứa này quên mua cái tẩu nữa, tí mua. Toàn lực tay mà không cái nào vô cái VTD nữa nha. Sách này có ba cái ngon nè. Cái ghiều này cũng khá là được á, nhưng mà nó 4 điểm rồi. Toàn 44 mà. Rất khó để mát. Cách được cái chiêu hoàn hảo không khó đâu. Trời, 445 30 máu. Ngon. Thà lấy cái này có tỷ lệ. Rồi, không đổi đâu. Mình tên được rồi. Mày vô đây coi đứa ơi. Không có tẩu bên đây đâu. Cái này 4 điểm não. Học, à, ngon. Đây đây. Một cái phát hiện một cái hang nhỏ. Này hả? Cái đàn mình ba không, không ngon bằng cái đàn. Bên này có nhận quét được rồi, ngồi đây đánh con này, đánh cái nữa nghỉ. Nãy giờ cái nữa nghỉ không biết bao nhiêu lần rồi. Ôi ba nghệ sĩ luôn, đập vỡ cái đàn à, đánh không chết. Tuần tuần không có đam mà tuần phục hay nó lỗ lắm. Mình cứ đánh bình thường thôi, né nữa chứ. Không sao, đam mấy người yếu lắm. Vừa đủ. Tiếp. Nó đang phá gối mình nữa kìa. Cái bút đam rồi. Đánh luôn.
né này chứ, thiệt. Rồi ghét tuôn được không? Trời ơi, quên nó miễn nhiễm tôi. Có mắt như mù thiệt á. Chơi game ghét rồi lú rồi. Hai máu, đánh đại gây cũng chết rồi. Đừng có né được. Ba cái đàn ấy được cái đàn không? Rồi, có cái cung ngon luôn rồi. Cung quá ngon luôn. Ngon hơn cái nhiệm vụ nãy nữa. Game đùa à? Nhìn vô một thành viên có thể tham gia vào cái can đi lễ hội muốn đêm mà chắc giờ này giữ đi, cái này có vẻ mạnh nhất. Cái này một đam phép 4 ghét được. À không, cây cung đó là nãy mình nhận nhiệm vụ luôn mà não tàn quá mình quên. Thôi nãy đây thôi ha. Hiện tại này em này mới chơi được chút xíu ban đầu thấy nó hay đó. Cái vùng đất nó biết rộng bao nhiêu, nó có bản đồ không? Không có. Ủa mình nó đang ngồi đây. Rồi mình ngồi nhận nhiệm vụ giết với băng đêm 3 năm. Mình mới lên 3, cháu lên 3, nó học lớp 5. Cái này tí nữa cho anh thợ săn đi qua. Tại anh ấy là cái anh tem. Con này cũng phải đánh nó nè. Mình nhiệm vụ là phập 3 con à. Đi khám phá cái thành tích, cái nhà tù mình lãng bên đây. Đánh con lít. Đánh con min lo này. Con này nhận nhiệm vụ cái gì á. Ờ bên đây sẽ đưa quét bên đây. Con này đưa vào 4, kéo lên bật nó luôn được. Không, mình đánh con bên trái trước. Sau đó quay về nghỉ dưỡng, vòng lên đánh con như này, nghỉ đây. Mình đi qua lấy cái điểm này đánh con này. Rồi. Nó để ca sau, hôm nay dừng tại đây ha. Game này chỉ không có xếp giữa chừng đó. Mình thử xếp cho anh em. Một đứa đi sai lầm là tất cả tan tác.